Nào thử tìm. Đây, đây cái kiểu ăn ở quê mình nhé các bạn. Đấy. Ăn như đấy, chúc đây các bạn thấy không? Ngon, rất là ngon. Đấy. Các bạn biết không? Ăn hến là nó béo như kiểu o này lúc đó các bạn này. Đấy. 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 Rất là ngon luôn á. Đúng là o có răng, có thái phải một cái lại cả o nên là rất là ngon các bạn ạ. Đây là ở quê mình rất là đơn sơ các bạn. À. Rất là ngon luôn các bạn ạ. Mình cũng ăn cho các bạn xem luôn nha. Này, các bạn phải để bẻ cái bên đa này. Xúc con hến này. Hến ở quê mình là đặc sản nhất ở tên Việt Nam luôn. Thật ngon. 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 Ngon luôn ạ. Con đi ngon hơn hả? Mẹ con đi ngon hơn hả? Rồi, ok.